Tỉnh Phú Yên cấp tốc phá rừng vì một cuộc thi hoa hậu. Tỉnh Phú Yên đã cho phá hơn 100 ha rừng trồng ven biển để bảo vệ vùng duyên hải với lý do là muốn thúc đẩy lĩnh vực du lịch trước khi diễn ra một cuộc thi hoa hậu vào tháng 6 năm nay. Tờ báo Pháp luật Online trong nước vào hôm thứ Bảy cho biết, khu vực rừng trồng ven biển thuộc địa phận xã An Phú, thành phố Tuy Hòa đã bị công ty trách nhiệm hữu hạn mang tên New City Việt Nam phá trắng. Nhưng cho đến nay, chính quyền tỉnh Phú Yên vẫn chưa hoàn tất thủ tục hồ sơ, giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Một viên chức tại xã An Phú cho biết rằng đây là khu rừng trồng ven biển để bảo vệ cho vùng Duyên Hải do người dân địa phương trồng từ những năm 1976 Công ty New City đã cho người đến chặt hạ hết những rặng phi lao, rồi sang ủi để trồng cỏ, làm sân góp chín lỗ, một hạng mục của dự án du lịch cao cấp mang tên New City Việt Nam. Tờ báo pháp luật trong nước trích dẫn lời ông Mai Kim Lộc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cho biết, đến toàn bộ diện tích rừng bảo vệ khu vực ven biển vẫn chưa chuyển mục đích sử dụng. Điều này vi phạm pháp luật Việt Nam. Theo đó, mọi trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 20 hectare đất trở lên và cũng như là đất rừng trồng ven biển hoặc là đất rừng đặc dụng đều phải được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam chấp thuận. Rồi ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên giải thích rằng Ủy ban Nhân dân tỉnh muốn cho phép công ty vừa phá rừng vừa làm các thủ tục, sợ dĩ có hiện tượng tiền trảm hậu tấu là để cho kịp với sự hiện diện của cuộc thi hoa hậu á châu